Ùn tắc kéo dài tại chốt kiểm soát cầu Phú Đồng trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Sáng 24 tháng 7, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, tại trạm kiểm soát số 5 cầu Phú Đồng, huyện Gia Lâm xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1. Nguyên nhân do nhiều người dân và phương tiện từ các tỉnh đã phải dừng lại bởi chưa nắm được thông tin từ chỉ thị 17 theo nguyên tắc chỉ thị 16 được ban hành vào đêm muộn 23 tháng 7. Lực lượng chức năng tại chốt số 5 cầu Phú Đồng, Gia Lâm thực hiện lập hàng rào, yêu cầu các phương tiện không được vào Hà Nội theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố. Lực lượng chức năng hướng dẫn các chủ phương tiện cho xe quay đầu tại chốt số 5 tại cầu Phú Đồng, Gia Lâm. Nhiều người dân trình giấy xét nghiệm COVID-19 tại điểm chốt vào thành phố. Xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ tại chốt kiểm soát số 5 cầu Phú Đồng. Các phương tiện phải quay đầu khi Hà Nội thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân thành phố.